Mới nhìn vô là thấy mê rồi nha. Nhồng nhồng rụm luôn. Ngon. Helen thích bánh này. Này ăn là ghiền đó. Hello mọi người, Helen vừa mới trở về từ chuyến du lịch đến Philippines. Vì điểm đến này thì còn khá là mới mẻ đối với người Việt, cho nên chắc là mọi người cũng chưa thử những cái loại bánh kẹo ăn vặt ở đó đâu ha. Helen đã mua rất là nhiều bánh kẹo về để làm quà. Và hôm nay hãy cùng Helen ăn thử xem thử là món nào ngon nha. Ở Philippines họ sẽ có bánh kẹo rất là nhiều vị, nhưng mà cái hương vị mà gọi là nổi trội đặc sản nhất sẽ là ube. Thì ube là một cái loại khoai mỡ, khoai tím. Nó có màu tím rất là đẹp mắt, và trong năm ngoái là năm 2023 trên mạng xã hội á, nó bùng nổ những hình ảnh với những cái món ăn được làm với ube là có màu tím rất là đẹp. Cho nên là ube là trở thành một cái nguyên liệu rất là hot không chỉ ở Philippines mà còn ở cả khắp trên thế giới luôn. Hay là hôm bữa chỉ có khoảng 15 phút để vào siêu thị mua quà những cái bánh kẹo lưu niệm để đem về, thì coi như thấy cái nào có ube là Helen lấy hết. Với lại ở nhà cũng có mọi người rất thích ăn sầu riêng, cho nên Helen cũng lấy thêm bánh kẹo sầu riêng nữa, và cũng có thêm một số cái đồ mà Helen được tặng trong cái quá trình đi du lịch. Nên hôm nay mình sẽ cùng unbox và ăn thử xem cái nào là ngon nhất nha. Rồi, nhiều thứ quá không biết bắt đầu bằng cái nào trước đây. Ok, thôi cái ngoài cùng ha. Đây là Masaria. Masaria, Helen cũng không biết có đọc đúng không nữa. Thì là một cái loại kẹo của Philippines. Nó được gói ở trong cái giấy giấy như kiểu giấy A4 bình thường đó mọi người. Ở đây trong thành phần thì người ta ghi là có đậu, có đường và sữa, chỉ có ba cái thành phần đó thôi mọi người. Và cái hạn sử dụng của nó thì khá là ngắn, chỉ có 1 tuần thôi. Không hiểu vì sao luôn. Để Helen mở ra ăn thử nha. Gói rất là thủ công luôn nha. Đó. Ở trong đây là nó có mấy cái thanh màu trắng như thế này. Để Helen ăn thử nha. Nó khá là ngọt nha mọi người. Những cái đồ ăn ở Philippines mà Helen thấy các món tráng miệng á, nó đều khá là ngọt. Helen nghe cái vị đậu phộng luộc và đường. Nó chỉ có ba nguyên liệu đó thôi. Thì khi mà cũng có tìm hiểu qua cái cách làm của cái này á, thì là người ta luộc đậu phộng sống lên mọi người, sau đó là xay ra và giống như là ngào với đường với lại sữa vậy thôi đó, xong rồi là đóng thành bánh và cắt ra. Thì đây là một món đặc sản khá là truyền thống của Philippines. Ăn thì nó vẫn vui vui. Người ta không có nướng gì luôn, người ta chỉ ngào vậy thôi mà ép nó vậy thôi, cho nên là chắc là cho vậy á, cho nên hạn sử dụng của nó chỉ có 1 tuần thôi, không có để lâu được, tại vì nó chưa có được nướng kỹ qua. Ok, món đầu tiên. Khá là thú vị ha. Tiếp theo mình sẽ ăn thử gì đây ta? Thử kẹo đi ha. Kẹo thì ở đây Helen mua có hai loại là kẹo, hai này là kẹo sầu riêng, một cái loại là dạng stick là dạng que. Còn cái này là dạng giống như kiểu kẹo ngắn hơn, nhìn thì có vẻ giống nhau đó. Để ăn thử nha. Thử một cái. Nó khá là thơm mùi sầu riêng nha mọi người. Để xem thành phần của nó là gì. Glucose, đường, sữa và siro sầu riêng. Vừa có đường vừa có siro chắc chắn là ngọt rồi. Đây là kẹo nha, chắc nhiên là nó phải ngọt ha. Wow. Nó cực kỳ là thơm mùi sầu riêng luôn. Và nó ăn giống như tan trong miệng á mọi người. Ôi, nhưng mà nó ngọt kinh hoàng luôn. Cực kỳ là ngọt luôn nha mọi người. Ăn thử cái cây này xem sao. Wow, chắc là phải xin cho chị ly nước. Ngọt. Ăn hết cái đống bánh kẹo này chắc tăng lượng đường trong máu quá mọi người. Nó cũng giống cái loại que mọi người. Và hai cái này là hình như nó cũng cùng thương hiệu luôn. Là Dundee's Special. Nó cũng là Cebu Special, là đặc sản của thành phố Cebu, là một cái thành phố mà Helen có ghé qua. Wow,
kẹo ngọt quá. Nhưng mà cái mùi sầu riêng nó rất là thơm nha. Và ăn thì nó tan, nó mềm mà nó tan trong miệng chứ không phải là còn là kẹo cứng. Cũng khá là thú vị ha. Tiếp theo thì mình sẽ thử có hai cái hộp này nè, nhìn hấp dẫn chưa? Đó là Pyramid Yema flavor, Durian flavor và Pyramid Yema Ube flavor. Thì là cái bánh này nó tên là Pyramid Yema ha mọi người. Anh cũng không biết nữa. Để coi thành phần của nó là gì. Sữa, đường, trứng và ube. Đây là món tráng miệng với ube huyền thoại. Đây mọi người, nó gói trong cái giấy ni lông ha. Và nó có hình giống như kiểu kim tự tháp á mọi người. Đó, hình chóp á. Nó không có dán lại nha, mình mở ra rất là dễ luôn. Nhìn nó lấp lánh đó mọi người, không hiểu vì sao luôn. Hôm qua buổi tối á, mà mở ra thì nó sẽ có những cái ánh lấp lánh rất là lạ mắt nha. Cái bánh này thì nó là ube nhưng mà cái màu của nó không được tím cho lắm. Thì cái tím, màu tím của nó kiểu đậm á, đậm hơn cả cái màu mà khoai môn của mình mà. Để hay là uống nước để tiêu cái vị sầu riêng đã. Ok, bây giờ mình sẽ thử kẹo Pyramid Yema vị ube nha. Cái này nó có mùi thơm thơm, cái mùi gì ta, giống như kiểu bánh quy á, mà có trứng á. Hơi hơi thơm mùi trứng muối một xíu à. Cái vị trứng nó rất là rõ nha. Kiểu lòng đỏ trứng người ta đánh lên á, mà trộn với lại đường với sữa đặc không phải, xong rồi có thêm ube vô nữa, ăn vô nó cũng tan trong miệng mọi người, mà cảm giác nó tan ra, mà cái đường của nó, để coi nó người ta dùng cái đường gì đây, người ta chỉ ghi là đường bình thường thôi, nó có lòng có trứng mọi người, cái vị trứng nó khá là rõ, đường trứng sữa thôi, ăn nó tan trong miệng. Màu của nó gần như là không còn màu tím nữa mà giống như kiểu màu xám luôn à. Ngậm thì nó tan trong miệng á mọi người, nhưng mà nó cũng khá là ngọt nha. Ăn chắc mỗi lần chỉ ăn được nửa cái thôi. Nếu mà bạn nào thích ăn ngọt thì chắc là thật sẽ thích cái này. Đây là ube Pyramid ube Yema. Tiếp theo mình sẽ thử, đây là ube otap, là họ kêu là ube flavor pop pastry cookie, thì nó là giống như kiểu bánh quy mà làm từ bột ngàn lớp và nó có vị ube. Ta thử nha, bánh quy hy vọng đỡ ngọt hơn kẹo. Wow, ở ngoài nó cũng phủ một lớp đường luôn nha mọi người. Phủ một lớp đường luôn và nó có những cái đường kiểu bột ngàn lớp á, cho nên mình sẽ thấy những cái tầng lớp nó vòng vòng theo như kiểu hình sắn ốc á. Ăn thử nha. Cái này ngon nha. Nó rất là giòn luôn mọi người, và nó có nhiều lớp kiểu giòn xốp á. Và nó nhìn thì có phủ đường nhưng mà nó lại không ngọt. Chắc là nó chỉ có đường ở ngoài thôi chứ trong cái bột người ta không có dùng đường nhiều. Cái này ngon nha. Thơm lắm mọi người. Nhồn giòn rụm luôn. Ngon á. Ube otap nha mọi người. Hôm nào đi Philippines nhớ mua thử. Xong rắp otap. Cũng là bánh quy luôn. Rồi công nhận ở Philippines, ở một thành phố thôi mà có nhiều loại quá ha. Ở Đà Nẵng hình như cái cũng không có nhiều loại, không có nhiều sự lựa chọn như vậy. Đây là mới một thành phố, hay là cũng lấy ít thôi á, chứ mà ở trên kệ nhiều loại lắm mọi người. Nó cũng giống như cái loại lúc nãy ha, nó cũng là cái loại bánh từ bột ngàn lớp như vậy. Mấy cái loại bánh như vậy gọi là otap nha mọi người. Anh thấy ăn ngon á, nó giòn á, nên là nếu mọi người đi Philippines thì nhớ cái tên otap nha, để mua mấy cái loại là về ăn
Nó giống luôn, nó cũng là bột ngàn lớp, nhưng mà là mình sẽ nhìn thấy những cái hình giống như kiểu xoắn ốc á, kiểu những cái lớp bột á, nó xoắn với nhau á. Ở ngoài thì nó phủ một cái lớp đường nhỏ, mỏng, thì nó rất là giòn, giòn kiểu giòn nhiều lớp đó. Ngon, không không bị ngọt, ăn khá là ok nha. Rồi tiếp theo mình sẽ thử, đây là gì đây, piaya. Cái bánh này cũng như kiểu bánh prata của bên Singapore, của Ấn Độ ha, roti prata hả, nhưng mà nó có nhân là nhân ube luôn. Đây bánh này, wow. Rút ra mà bột nó rất là chả luôn, nhìn nó rất giống cái bánh roti prata của Ấn Độ ha. Bột là ở ngoài là bột mì và khá là nhiều lớp, mình xem thử coi. Ở trong nó có nhân ube, thì nhân ube này người ta cũng biết chắc nhào với đường nên nó cũng màu, nó cũng xuống màu rồi. Nhưng mà ube này mà người ta làm kem á mọi người, cái màu nó đẹp cực kỳ luôn, nó màu tím kiểu tím than mộng mơ luôn, rất là đẹp. Xong rồi bỏ lên cái ly chè thập cẩm tên là Halo Halo, nhìn rất là xinh luôn. Ăn thử nha. Nó khá là khô, nó không không có quá ngọt. Nói chung thì ăn cũng được chứ cũng không quá đặc sắc. Rồi tiếp theo đây là Patiro. Hai đứa nhỏ nhà Hà Linh nó đã ăn và nó vứt mất cái nhãn rồi. Hà Linh sẽ tìm lại cái hình và để ra cho mọi người xem. Thì theo như bình luận của hai bạn nhỏ nhà Hà Linh thì đây là món ngon nhất, hay món hai bạn thích nhất, để Hà Linh coi thử nó như thế nào ha. Gói trong một cái gói kẹo nhỏ nhỏ này. Nó ở ngoài nó giống như kiểu kẹo sữa của mình đó mọi người, nó mềm lắm nè, nhìn nè, uống cong được luôn, thấy không? Mời là bẻ ở trong qua thử nha, trong thì cũng không thấy rõ nhân lắm, thử coi. Nó mềm lắm luôn á, này cũng vị sầu riêng. Như cái kẹo này nó có nhiều vị á, không biết là gọi là bánh hay là kẹo, nhưng mà nó mềm dẻo và nó thơm cái mùi sữa, mình ngậm thì nó kiểu nó cũng tan trong miệng luôn á mọi người. Món này duyệt nha. Patiro ngon á, hàng gì hai bạn nhỏ nhà thân thích, công nhận hai bạn cũng biết ăn gớm. Ăn đến nỗi dục luôn cái nhãn, giữ lại cho tôi quay phim luôn. Và trước khi tiếp tục thử thì Helen muốn giới thiệu thêm, đây là cà phê của Philippines. Thì Helen có đến thăm một cái trang trại cà phê và được giới thiệu về hai cái loại cà phê, đó là Liberica và một loại nữa tên là Excelsa. Thì đây là hai giống cà phê ở Việt Nam không có, cho nên là nếu mà các bạn rành cà phê và muốn thử những cái loại cà phê kiểu như là khác, vị khác biệt so với cà phê của Việt Nam, thì có thể thử hai loại này. Cái này Highland được tặng. Rồi thêm đây là gì đây? Extra virgin coconut oil. Thì xứ của Philippines là xứ dừa, dừa mọi nơi luôn. Cho nên là các sản phẩm về dừa, dầu dừa thì rất là tốt, và Helen cũng mua thử về một lọ nhỏ dùng xem thử như thế nào. Tiếp theo đây là có bim bim bí ngô. Đây, cái đây là Helen đến thăm một cái kiểu resort á, và gặp cái cô chủ của cái chỗ đó, thì cô cũng là sản xuất ra cái mấy cái loại chip này luôn. Thì là cô đó là chủ tịch của hiệp hội về spa của Philippines, và cổ sản xuất rất là nhiều những cái sản phẩm mà kiểu healthy á, để ăn. Cái này nó ghi là không có thịt heo và không có chất bảo quản và cũng ít ít béo, làm dành dài chắc là snack healthy dành cho mấy người ăn kiêng. Ngon nha, nó giòn và
nó mỏng giòn tan đó mọi người, và nó có vị hơi mặn mặn và cũng nghe cũng ra cái vị bí đỏ ở trong này. Nếu mà mọi người không thích những cái món đồ ngọt á thì có thể nghĩ đến mua cái mấy cái đồ healthy này ha, nó cũng rất là lạ. Cái vị này ở Việt Nam thì Helen chưa thấy. Giòn lộn luôn đó, snack healthy nha mọi người. Ngoài ra thì cô cũng có cho thêm gì đây nữa, à cái này là vị chùm ngay, thử coi. Nó cũng hình hình của nó cũng kiểu rất là random luôn, rất là ngẫu nhiên luôn. Có vị chùm ngay này nó lạ nha, ở Việt Nam thì cũng có chùm ngay nhưng mà kiểu thấy mì chùm ngay nè, cũng chưa có dùng chùm ngay quá nhiều vào những cái sản phẩm giống như là chip như thế này. Cái vị của nó cũng hơi nhẵn nhẵn một chút xíu ha. Mình ăn những cái loại snack ở Việt Nam hay là snack công nghiệp á thì mình người ta sẽ có bỏ mì chính á, nên ăn vô là cảm giác nó khá là khác nước. Còn cái món này thì anh thấy ăn cũng ok, nó không có bị quá nhiều gia vị, cũng có vẻ là healthy đó. Rồi tiếp theo, trời nhiều quá luôn, ăn no luôn á. Đây là Manila cookie, nói chung là shortbread cookie, một kiểu bánh quy. Ok, cái bánh nó nhỏ hơn hay lên tưởng. Ok, bánh nhỏ xíu à, chỉ thường nhìn những cái nút nha. Nãy giờ ăn thì Lâm thấy là có vẻ như người Philippines người ta thích cái kiểu mềm mềm á, cái mấy cái bánh snack á, mềm mềm và tan trong miệng. Thì mấy cái kẹo này kia nó cũng không có, cái loại chưa thấy cái loại nào cứng ha, chỉ thấy cái loại này là giòn thôi. Obeo tab này nè, là nó giòn nhiều lớp thôi, chứ còn mấy cái kia thì nó đều là mềm. Bánh quy này cũng vậy, nó mềm hơn so với mấy cái loại bánh quy ở Việt Nam. Cái này ngon ghê á. Wow, nó có vị như kiểu bơ mặn á mọi người, rất là thơm, rất là thơm mùi bơ luôn, ăn nó giòn và xốp. Ngon nha, này ăn là ghiền đó. Nó vị mặn mặn, hay anh thích cái vị mặn mặn, nó không có bị ngọt, nó không bị ngọt chỗ nào, nên là chà, cái này mà bóp bóp là hết liền á nha. Ok, việc cái này nha. Nãy giờ là Helen thích hai cái, là cái này với lại cái Obeo tab này ha, khá là ngon. Rồi đây là cũng kẹo durian luôn. Helen nghĩ là nó cũng giống như hai cái loại kia, chỉ có là cái hình nó gói cái hình khác thôi, y luôn mọi người. Nói chung là nó là một cái đó, cũng y như hai cái loại kẹo trước mà nó thành y cái bar giống như kiểu sô-cô-la á. Nhưng mà Helen chắc không dám ăn đâu, quá ngọt quá. Ok, cuối cùng đây là cái gì đây, Goldilocks. Đây là bánh quy hả, thành phần skim milk powder là bột sữa mà ít béo, đường và mỡ thực vật, rau dưa, sắt và vitamin E và bột mì. Ok, trời ơi, nó mềm hơn tất cả những cái loại bánh quy nãy vừa ăn luôn á mọi người. Ăn vô cái nó bị dính lên cái hàm trên của mình á, giống kiểu như là mình ăn bánh men á. Nó mềm lắm, nó phải ngậm từ từ cho nó tan ra. Và cái bánh này nó không có ngọt, ý là không có quá ngọt, vị nó đậm mùi sữa bột, nghe mùi sữa bột rất là rõ luôn, ngon. Helen thích bánh này. Goldilocks polveron việc bánh này ngon á, ăn nó khá là lạ. Rồi đây là bánh quy mà nó có hình giống như kiểu hình donut. Đó, dễ thương ha. Cái này thì rất là giòn, nó không cứng mà nó giòn,
Ừ. Bánh này cũng ngon. Nó không có ngọt, nó không quá ngọt. Ừ. Giòn lắm luôn á. Cái vị giòn của nó khác so với mấy cái loại kia. Wow, hiệu này là có hơn 100 năm rồi đó mọi người. Wow, rất là truyền thống luôn. Đây cũng là đặc sản của tỉnh Cebu ha. Và cuối cùng là một sản phẩm mà Highland rất là kỳ vọng mọi người. Tại vì khi mà Highland vừa đến Cebu á thì là có một cái cô ra chào đón và đeo liền cho Highland một cái dây vòng cổ có hình quả xoài, đó là một cái tín hiệu Cebu là xứ xoài. Khi mà Highland ăn thử cái trái xoài tươi ở trong một cái khách sạn thì Highland thấy khá là thất vọng bởi vì nó chua mọi người. Chứ ở xoài ở Việt Nam mà xoài mà kiểu càng đắt tiền thì nó sẽ càng ngọt, nhưng mà ở Philippines thì người ta lại thích ăn vị chua, cho nên là những cái trái xoài gọi là cao cấp của họ thì nó lại chua. Nhưng mà khi mà làm xoài sấy thì là một câu chuyện khác nha. Tại vì xoài Việt Nam nó đã ngọt sẵn rồi, cho nên khi mà làm xoài sấy thì nó thường là ăn nó sẽ bị quá ngọt. Nhưng mà xoài Philippines thì nó là xoài chua, cho nên là khi mà sấy lên thì nó hy vọng là nó sẽ chua và ăn nó sẽ đỡ ngán hơn. Ok, wow, mới nhìn vô là thấy mê rồi nha. Nếu mà để cái lát xoài ở dưới ánh sáng thì mình có thể thấy là nó rất là trong luôn. Và để hai lần ăn thử nha. Wow, nó dẻo lắm mọi người, và nó có vị chua, cho nên là ăn nó đỡ ngán hơn cái xoài sấy của Việt Nam rất là nhiều. Wow, đỉnh nha, cái này là đúng đạt được kỳ vọng của Helen nè. Trời ơi, nó dẻo mà nó xong mà nó có vị chua chua ngọt ngọt. Trời ơi, đúng ngon luôn nha mọi người. Ăn nó giống như cái kiểu cái xoài sấy dẻo mà cái loại mà mình cán mỏng ra như cái tờ giấy á, mọi người biết cái loại đó không? Ăn nó vị nó chua chua giống vậy á. Wow, ngon quá nha. Nhớ mua thử nha. Vậy là Helen đã thử qua nãy giờ là gần 20 loại bánh snack và kẹo ăn vặt của Philippines. Chốt lại là Helen thích nhất là cái Otap này. Xong rồi là cái Manila Cookie. Rất là ngon. Cái Yema này thì cái Pyramid Yema này thì nó cũng khá là lạ ha. Thì cái gì đó nó rất là khác. Cho nên cũng cũng thú vị. Và đừng quên xoài sấy Cebu nữa nha. Cảm ơn mọi người đã cùng Highland thưởng thức hết mười mấy loại bánh và kẹo snack ở Philippines. Và hy vọng là video này cũng sẽ giúp cho mọi người dễ dàng hơn trong sự lựa chọn cái loại bánh kẹo để mua về làm quà nếu mọi người có dịp du lịch đến Philippines. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chào tạm biệt. Bye bye.